nay hôm nay Hương sẽ lên sóng về một mẫu xe mà mới cập bến bên em Hương nhé. Các bác chỉ cần nhìn logo thôi là biết đoán được thương hiệu nào rồi đúng không ạ? Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mitsubishi, một chiếc xe Mirage, nhưng điều đặc biệt ngày hôm nay không giống như chiếc Mirage đợt trước của em về đâu ạ. Mà đây là một chiếc xe Mirage số tự động đẹp, đời 2014. Lước sơn màu trắng đẹp, số tự động. Bác nào đang quan tâm với cái tầm tiền 295 triệu chưa đến 300 triệu, mua xe đời cao, số tự động đẹp thì kết nối trực tiếp qua Zalo cho em để em lấy Hương tư vấn cho các bác nhà mình nhé. Động cơ trang bị 1.0, đèn gầm đầy đủ rồi. Xin nhan chân Hương, đăng ký đăng kiểm đến tháng 6/2023. Thật sự một chiếc xe Mirage em quá là ưng ý luôn. Sơn xi đẹp, Hương kính nhận đời, máy số zin cũng đẹp luôn các bác này. Một dàn lốp rất là dày dặn luôn, phanh nga ABS Mirage các bác nhé. Bác nào đã từng đi xe này thì nhìn một phát là biết rằng xe này đi rất là sướng luôn. Động cơ, máy móc hay là về phần nhiên liệu ăn cũng cực kỳ là ít này. Form dáng nhỏ xinh, hatchback mông được bo tròn như thế kia. Cột kèo keo chỉ tất cả còn nguyên zin đẹp cho em này. Em đã mở hết cánh cửa ra rồi. Tất cả đây là các bác nhìn này, keo chỉ zin này, cột kèo này, bệ tỳ tay chống mỏi này, các bác nhìn thấy không ạ? Nó là giả gỗ nhưng nhìn rất là sang và sạch sẽ này. Phần táp ni zoom cận cảnh cho các bác nhìn không hề có một dấu hiệu bóng hay là mòn luôn. Điều hòa mát lạnh đây ạ, điều hòa mát lạnh táp lô cũng như táp ni. Không có một dấu hiệu là bóng mòn. Túi khí an toàn ở trên ghế phụ và bên trên vô lăng của bác tài. Nếu như tầm xe như vậy, i10 và Morning sẽ là điều hòa cơ thì đây, em này là điều hòa auto tự động cho em. Sấy sưởi kính đầy đủ, hệ độ phá xương, đầu đài màn hình hỗ trợ đầu DVD đầy đủ cho em rồi. Trần nỉ nguyên zin, ghế da cao cấp của thương hiệu Mitsubishi đây ạ. Thông hơi thoáng khí luôn nhé. Củ số rích rắc này, một chút nữa sau bên kia em sẽ quay chi tiết hơn đây ạ. Máng nước hai bên đây. À, cái phần gioăng cửa cũng không rách vỡ này. Ốc nhái không hề có dấu hiệu của vặn mở luôn. 2014, một chiếc xe Mirage số tự động, giá chào bán chỉ 295 triệu. Bao hồ sơ và còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Còn bớt thêm các bác nhé. Đây là các bác nhìn đây ạ. Còn nguyên bút chấm sơn từ con ốc như thế này. Bệ tỳ tay chống mỏi vừa sạch vừa sang. Thiết kế quá là sang trọng luôn. 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa này, móc khóa đây, rất là sáng luôn. Ghế da cao cấp cho em ạ. Ghế da cao cấp đây, Mitsubishi đây, thương hiệu các bác nhìn logo này. Hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ nhất mặc dù là form dáng hatchback nhưng không hề bị ngắn đúng không ạ? Không hề bị ngắn đâu các bác này. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Mitsubishi, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.0, siêu tiết kiệm nhiên liệu và giá chào bán là 295 triệu. Em còn bớt, còn bao hồ sơ, còn lộc lấy may cho các bác nhà mình. Đây ạ, một dàn lốp dày này. Một hệ thống có cho em là la răng hợp kim rồi nhá. Đèn hậu phía sau sáng này, biển 14, 14 là của tỉnh Quảng Ninh ạ. Đèn gầm thì em này không có, nhưng có đèn báo rẽ trên cao, nhưng có cam lùi rồi. Đèn hậu phía sau sáng choang luôn. Đây ạ, đây chính là tên của xe này, Mirage. Mở khoang hành lý cho các bác nhà mình xem. Đây ạ, mở khoang hành lý cho các bác nhà mình xem nhá. Lốp sơ cua cũng như là dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên bản cho em các bác nhìn này. Sàn bệ đây, ôi thật sự sáng choang luôn. 2014 này zin từng con ốc luôn. Các cái bấm đinh tán cũng giữ được nguyên bản cho em ạ. Máng nước hai bên này, bấm đinh tán này, kể cả lắp của cốp xe cũng vậy luôn. Một chút nữa em sẽ quay cả lắp cabo từng con ốc cho các bác nhà mình nhìn. Một lần quay video về review một chiếc xe nào thì em Lê Hương đều cố gắng quay chi tiết nhất để các bác có thể yên tâm nhé. Đây các bác nhìn này, móc khóa này, thảm chống nóng giảm nhiệt này, giữ được nguyên bản cho em ạ. Sang bên hông bên này cũng vậy ạ, tất cả những đường dập lồi sắc nét này, ánh nắng nó chiếu vào nhìn cái lớp sơn, sơn zin nó vẫn là khác đúng không ạ? Sơn zin nó vẫn là khác luôn. Lốp đây dày dặn cho em, gầm bẹ nói không với mục mọt. Số tự động đẹp Mirage 295 triệu cho các bác nhà mình có thể tham khảo với cái tầm tiền kinh tế như thế này. Và đây ạ, các bác ơi, em sẽ ngồi trực tiếp vào khoang hành lý, khoang của bác tài này. Em này còn có cả đề lộ khởi hành start top đầy đủ cho em, túi khí an toàn. Vô lăng thiết kế 3 chấu, trên vô lăng thì không có các cái phím bấm giống như dòng xe i10 bản đủ. Nhưng bù lại em nó có màn hình đầu đài màn hình này. Hỗ trợ đầu DVD này, nghe nhạc giải trí quá là mát luôn. Kể cả những cái thanh điều hướng chuyển gió điều hòa hoạt động bình thường. Điều hòa auto, củ số phanh tay khá là sắc nét đúng không ạ? So với 8 năm sử dụng thì em này vẫn còn giữ được rất là mới. Bác chủ cũ phải là người rất là yêu xe thì mới giữ được chất lượng xe như thế này. Ốc nhái còn nguyên bản này. Táp ni cánh cửa nào cũng vậy, còn nguyên những cái vân hoa. Gương kính thì auto tự động, táp lô cũng vậy luôn. Điều hòa mát lạnh, đề nộ khởi hành start top cho em. Nội thất về ngoại thất em đã quay rồi.
Bây giờ em sẽ quay luôn khoang động cơ máy móc cho các bác nhà mình xem. Đây chiếc xe Mirage số tự động 2014 của em Hương nhá. Nước sơn màu trắng đẹp, số tự động đây ạ, form dáng nhỏ xinh luôn. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của xe Mirage 2014, hay còn gọi là trung tâm của bộ lão này. Hôm nay em sẽ cho các bác biết như thế nào là zin đét toàn tập nhé. Từ lắp capo này, zin toàn tập cho em, tất cả bấm đinh tán này, chạy lên một lượt đến đây, tất cả là keo chỉ zin này, các cái nốt cắt này, bấm đinh tán này, thảm chống nóng giảm nhiệt. Sang bên đây cũng vậy đây ạ, các bác nhìn này, quay kỹ cho các bác nhà mình. Nếu như mà xe không tự tin là sao em Hương dám zoom kỹ tận cảnh như thế này ạ. Zin đẹp toàn xe luôn. Ốc này cũng zin này, kể cả các cái thanh ngang này, ốc cũng không hề có dấu hiệu vặn mở luôn, giữ được nguyên bản ạ. Cụm phanh ABS nằm gọn gàng, cụ giảm chấn giảm sóc hai bên. Động cơ của em này sẽ là 3 máy, em này là 3 máy này. Đây, các bác nhìn không ạ, bút chấm sơn QC nguyên bản luôn. Một chiếc xe số tự động mà giá chỉ có 295 triệu. Màu trắng đẹp, form dáng nhỏ xinh, tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sửa chữa thấp thì còn trần trò gì đúng không ạ? Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng về một mẫu xe Mirage 2014 số tự động đẹp, giá chào bán là 295 triệu. Em này vẫn còn bác chủ giữ được nguyên chuẩn luôn là hai chìa nhá, máy số zin đẹp luôn. Một dàn lốp mới này, la răng thể thao, màn hình giải trí cam lùi có hết rồi. Bác nào đang quan tâm về Mirage có thể kết nối trực tiếp cho em 0354602790. Và 11:30 các ngày trong tuần em Hương sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.